cùng các bé mầm non xứ Cha đi trải nghiệm học tập tại nhà sàn Nọng Homestay. Một buổi sáng mùa thu đẹp trời, các con cùng nhau vui chơi dưới bóng cây xanh mát của nhà nọ. Đến đây trải nghiệm, các con được tìm hiểu về nguồn gốc, trang phục và sinh hoạt của người dân tộc Tày, Mông, Dao, được hiểu hơn về các nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao. Được các cô hướng dẫn cách làm xôi ngũ sắc, tạo màu xôi từ các loại lá cây. Các con được hướng dẫn trực tiếp đồ xôi ở trên bếp củi. Các con được cô dạy các câu tiếng Tày, khẩu là ăn cơm, khỉ nằm là uống nước. Các con được lắng nghe tiết mục hát then đàn tính vô cùng hay và đặc sắc. Không những thế, các con còn được tham gia các hoạt động tung còn, những trò chơi dân gian vô cùng thú vị. Khi vui chơi xong, các con rửa tay và cùng nhau thưởng thức ẩm thực Tây Bắc có hương vị rất là ngon. Thịt nướng thì rất là thơm, cơm nắm thì mềm dẻo, xôi ngũ sắc có mùi thơm đặc biệt của các loại lá cây, tạo nên một hương vị khác lạ so với ở nhà. Bạn nhỏ nào cũng rất thích ăn các món ăn này và nói với cô rất là ngon. Chuyến đi này để lại nhiều kỷ niệm đẹp và những bài học bổ ích cho con. Hẹn gặp lại Nọng Homestay một ngày gần nhất nhé.